Hello em sinh năm bao nhiêu? Em 204. 204 hả? Dạ. Hiện tại bây giờ em có người chưa hay đang độc thân? Dạ đang độc thân ạ. Độc thân bao lâu rồi? Lâu rồi ạ. À, lâu rồi đúng không? Dạ vâng. Vậy bây giờ em trả lời được anh câu là lúc hôn nhau có bị gì không? Ủa gì vậy? Đã hôn bao giờ đâu mà biết ạ. À? À chắc là vị nước miếng ạ. À. À chắc là vị nước miếng ạ. À. Là đã hôn nhau bao giờ đâu mà biết, nhưng mà chắc là vị nước miếng. Ờ em nghĩ thế. Tên là gì? Thì em tên là Dung. Thì tại bây giờ em đang độc thân hay có người yêu? Single. Thì tại đang độc thân á. À. Anh hỏi một câu này nha. À. Khi hôn có vị gì? Hôn hả? Khi hôn á. Có vị gì đâu. Phải có vị gì chứ. Khi hôn có vị gì? Vị ngọt. Vị ngọt hay là có vị mắm tôm với nước mắm này kia không? Lâu lâu có. Lâu lâu có. Lâu lâu mới có à? Chứ thường hôn có bị gì? Đâu giờ em anh với em hôn nhau thử rồi coi. Điên à? Chịu không? Hả? Giờ không biết đúng không? Không biết thì giờ anh với em hôn thử. Thôi anh ơi. Sao hả? Lỡ có mùi mắm tôm. Cây tươi nhờ. Không có. Không. Mùi anh ngon lắm. Sao anh biết anh ăn thử? Anh ăn kẹo dưa hấu. Không, đâu được. Ăn mắm tôm xong ăn kẹo dưa hấu. Không có. Nó còn em. Giờ em hôn anh thử đi rồi em sẽ biết. Về nhà đóng cửa bẻo nhau đi, ở đây ngại. Về nhà đóng cửa bẻo nhau đi. Ok. Lúc hôn nhau thì có vị gì? Vị ngọt. Ngọt ngọt là ngọt như nào? Ngọt giống như kẹo vậy đó. Ngọt ngào người hứa với tôi câu gì chứ. Là em hôn nhiều không? Em thích hôn người không? Thích chứ anh. Yêu rồi phải thích hôn nhau. Nói chung là có vị ngọt đúng không? Ừ. Lúc mà hôn người yêu em thì lúc mà hôn thì em có vị gì? Bây giờ làm sao đấy? Mới quen chưa? À là mới quen chưa hôn đúng không? Mới sáng. Nhưng mà lỡ khi hôn xong cái nghe mùi bún đậu mắm tôm thì sao? Hỏi khó. Rồi nó quay lại đây nào. Thôi. À nó chung là chưa đúng không? Lúc hôn có vị gì? Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Mới có 18 tuổi mà sao hỏi vậy? Chứ có bộ sao hỏi câu này được? Chứ có bộ sao hỏi câu này được? Dạ vậy. Cô hỏi vậy, cô khác đi. Cô khác không? Lúc hôn thì lúc hôn nhau thì có vị gì? Lúc hôn có vị gì? Lâu quá không có người yêu quen. Lâu quá không có người yêu quen. Quên mất rồi. Là cảm giác nó như thế nào rồi. Là lâu quá chưa hôn ai nên là quên mất cái cảm giác của nụ hôn như nào. Chị cũng vậy luôn à. Ok em cảm ơn hai chị rất nhiều nha. Chúc hai chị sẽ kiếm được thêm một anh chàng đó để hôn lấy lại cảm giác để trả lời câu hỏi phỏng vấn của em. Ok cảm ơn hai chị nhiều. Lúc hôn nhau thì có bị gì? Chưa hôn chưa biết. Độc thân 3 năm người sao mà hôn biết hôn lúc. Nhưng mà trước đó phải hôn chứ. Trước đó tình yêu học được trong sáng chưa có hôn. Dạ quên hết cảm giác à. Lúc đó chưa. À lúc đó tình yêu trong sáng chưa hôn ai bao giờ. Vì anh hỏi em cái lúc hôn nhau thì có vị gì? Vị tình yêu. Có vị bún đậu mắm tôm hay kiểu vậy không? Không. Đâu có đang bún đậu mắm tôm đâu mà em mua. Còn em sao lúc hôn nhau vị gì? Dạ em không có người yêu. Lúc hôn mày có vị gì? Yêu duyên ấy, tự nhiên giờ đã nói chưa có hôn rồi còn hỏi nữa. Thì từ giờ em trả lời đi. Đã nói chưa có trải nghiệm sao trả lời. Lâu quá em hôn, không hôn em không nhớ nữa. Là lâu quá không hôn không nhớ à? Giờ sao? Giờ sao trả lời câu này? Em thấy câu này khó. Hôn nhau á hả? Ờ, có vị gì? Không có vị gì cả. Có vị bún bọng mắm tôm hay này kia không? À, không cả hai bọn em đều không thích ăn bún đậu mắm tôm à. Có vị nước tương nước mắm gì không? Là cũng không thích ăn nước mắm luôn. Là thì không có vị gì? Thì là không có vị gì, chả thích ăn gì đấy, không có vị gì anh ạ. Là không có vị gì luôn. Chúng em gán kiếm gì đây, có người yêu. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. À. Ok anh cảm ơn nha. Dạ vâng. Ok anh cảm ơn em nhiều nha. Chúc em chơi vui vẻ nha. Cảm ơn anh. Ok anh cảm ơn em nhiều nha. Ok anh cảm ơn em nhiều nha. Chúc em chơi vui vẻ nha. Dạ em cảm ơn. Ok anh cảm ơn hai em nhé, chúc hai em đi chơi vui vẻ nha. Ok anh cảm ơn em nhiều nha, chúc em chơi vui vẻ nha. Ok anh cảm ơn em nhiều nha, chúc em chơi vui vẻ nha. Em cảm
cảm ơn. Vỗ bạn em, vỗ bạn em.